Trịnh Sảng được fandom kêu gọi đóng góp để giúp thần tượng nộp phạt tiền thuế. Trịnh Sảng, sau tất cả những scandal gặp phải, cô đang đối mặt với vô vàn rắc rối, từ chuyện đời tư, sự nghiệp bị hủy hoại cho đến vi phạm pháp luật. Chưa rõ vụ kiện giành quyền nuôi con giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng sẽ có kết quả như thế nào, thì cô nàng đang lo tái mặt khi đối diện với án phạt rất nặng khi bị nghi ngờ sử dụng hợp đồng âm dương để trốn thuế. Theo như dự đoán của nhiều luật sư nổi tiếng, Trịnh Sảng có nguy cơ bị phạt hành chính lên đến hàng tỷ nhân dân tệ hoặc là ngồi tù nếu phạm phải tội trốn thuế. Cô nàng họ Trịnh cũng đã lên tiếng xác nhận rằng mình đang bị Tổng cục Thuế điều tra và sẵn sàng phối hợp để làm rõ chuyện này. Với những bằng chứng do Trương Hằng tung ra nhằm vạch trần tình cũ, khả năng rất cao Trịnh Sảng đã thực hiện hành vi trốn thuế. Khi nghe tin thần tượng liên tiếp gặp nạn, dù đã bị khai trừ ra khỏi giới giải trí, fan hâm mộ cô nàng bày tỏ sẽ luôn ủng hộ và mãi đồng hành cùng cô. Sự hâm mộ này mù quáng đến mức có rất nhiều fan lên tiếng kêu gọi fandom cùng nhau chung tay quyên tiền để giúp đỡ Trịnh Sảng vượt qua sóng gió lớn nhất cuộc đời. Thậm chí, họ còn kêu gọi từng người dân Trung Quốc hãy cứu giúp Trịnh Sảng đóng phạt tiền thuế để cô khỏi phải ngồi tù. Hãy để tôi gây quỹ giúp cô ấy vượt qua khó khăn, dù cô ấy nợ thuế hay bị phạt bao nhiêu tiền thì mỗi người chỉ cần bỏ ra 10 tệ là đã đủ rồi. Dân số Trung Quốc khoảng hơn 1,4 tỷ người, mỗi người chỉ cần giúp 10 tệ thôi thì số tiền quyên góp đã lên chục tỷ tệ, chắc chắn sẽ cứu được cô ấy. Chúng ta hãy cùng nhau chung tay, tôi sẽ xung phong đóng trước 20 tệ để cố gắng hết sức giúp Trịnh Sảng không phải ngồi tù. Nghe các bản tin nói rằng Trịnh Sảng cần 1 tỷ tệ để trả và nộp phạt thuế, vậy giờ là lúc fandom chúng ta giúp đỡ cô ấy. Trịnh Sảng có hơn 10 triệu fan hâm mộ, chỉ cần mỗi người giúp khoảng 250 đến 300 tệ, 700 ngàn đến 1 triệu Việt Nam đồng thì tổng số tiền tới được khoảng 3 tỷ tệ. Ngoài tiền trả thuế, Trịnh Sảng sẽ còn dư được 2 tỷ tệ. Trong 2 năm tới, có thể Trịnh Sảng sẽ không làm gì được để kiếm sống, nên số tiền này sẽ giúp cô ấy trang trải một chút. Qua được thời gian khó khăn này, cô ấy sẽ ổn định trở lại thôi. Một chai nước của cô ấy uống có giá vài ngàn tệ, chúng ta không thể để cho cô ấy thiếu nước để uống. Fan không thể nào trương mắt đứng nhìn cô ấy bán nhà và không còn nơi để ở. Trịnh Sảng thật đáng thương, tất cả mọi người chỉ toàn công kích nữ nhân yếu đuối, chúng ta hãy cùng nhau giúp đỡ cô ấy đóng tiền phạt đi. Những bài viết của fan Trịnh Sảng khiến dư luận vô cùng sốc và bất ngờ, họ chẳng thể tin nổi một người tồi tệ như Trịnh Sảng vẫn còn fan hâm mộ, thậm chí là fan cuồng mất hết lý trí như thế này. Nhìn những fan này mới thấy kiểu người như Trịnh Sảng trở thành nghệ sĩ, người của công chúng đã gây ra những hệ lụy gì cho giới trẻ, fan thế này là hệ lụy của xã hội đấy. Không biết nói sao luôn, nhưng nếu xét về mối quan hệ giữa thần tượng và fan, thì quả thật Trịnh Sảng là có phúc mới có lượng fan trung thành như thế này. Những người này điên thật rồi. Lấy tiền để cứu giúp cho kẻ tồi tệ, bỏ con như cô ta sao? Trong đầu các người đang nghĩ gì vậy? Lại còn kêu gọi toàn dân Trung cứu Trịnh Sảng. Chúng tôi đâu có bị điên như đám não tàn mà phải dâng tiền cho loại người như thế.